bạn ơi, đúng đấy. Đi đập đi ạ. Đấy bạn nhìn thấy không? Bác cứ đi xuống xem, nó không có cái gì này vương vãi, nó có cái múa bông múa, nó không vương vãi, nó lớn như cái mày lớn, bác hiểu chưa? Con này đang đi xuống chậm nhất nhá, bởi vì đang hướng dẫn mà. Không đầy bao, chỉ cần gạt cái kia sang, chứ đã gạt cái kia sang chưa? Đầy bao, chỉ cần gạt cái kia sang, chứ đã gạt cái kia sang chưa? Cái chai này nó đến góc. Bữa nay là nó đến góc để nó đỡ mất thời gian cua. Bà con chú ý nhá, đây là lúc là mình sẽ lấy bao. Khi là lúa nó đầy mình sẽ thay bao. Thay bao thì mình phải cắt, mình phải tắt cái guồng đi. Thứ nhất là tắt cái guồng đi, xong nó bắt đầu là mình giảm ga đi để cho nó tiết kiệm nhiên liệu. Sau khi bắt đầu là thay bao mới vào thì mình sẽ ga cao lên. Lúc nào ga nó phải rơi vào 85%. Nguyên tắc của máy gặt lúa mini là phải ga cao.